Trong buổi tập chiều ngày 16 tháng 5, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện hướng tới vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tận dụng tối đa quỹ thời gian còn lại để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Cheonan tham dự giải. Nếu như buổi tập sáng, các cầu thủ được bổ trợ về sức mạnh và tốc độ thì đến buổi tập chiều, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tập trung củng cố về kỹ chiến thuật với các bài tập quyền sát bóng, di chuyển, phối hợp nhỏ trong phạm vi hẹp. Nhà cầm quân người Khánh Hòa tỏ ra rất nghiêm khắc khi sẵn sàng cắt còi, tạm dựng bài tập để xử lỗi cho các học trò. Tuy nhiên không vì thế mà không khí buổi tập trở nên căng thẳng, bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn biết cách để giảm tải áp lực cũng như duy trì sự hưng phấn cho toàn đội. Cuối buổi tập, các cầu thủ được rèn thêm miếng phối hợp tấn công và dứt điểm cầu môn. Đây cũng là thời gian các thủ môn phải hoạt động vất vả khi liên tục phải bay lượn để cản phá các cú sút. Hiện tại, đội có hai cầu thủ thuộc diện dự phòng là tiền vệ Phan Thanh Hậu và Trương Tiến Anh. Theo kế hoạch, ngày mai huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra quyết định về việc thay đổi nhân sự trong danh sách 21 cầu thủ chính thức tham dự vòng chung kết U20 FIFA World Cup.